Các bạn, tiếp theo tôi xin giới thiệu với các bạn các mã để chúng ta kiểm tra hệ thống phanh, hệ thống ABS, hệ thống VNMS. Như lần trước, các bạn trong video trước tôi đã trình bày với các bạn để vào được kiểm tra này, đầu tiên các bạn phải vào chế độ Service Mode, sau đó vào 6491. Tiếp theo nữa là các bạn vào mục Monitor Real Time và các bạn nhập mã số để chúng ta kiểm tra, hoặc các bạn có thể dùng công tắc lựa chọn số 2 để chúng ta ấn để chúng ta tìm cái mục mà chúng ta cần quan tâm. Như vậy các bạn phải hiểu, đầu tiên các bạn muốn kiểm tra được các bạn phải nhớ được các mã số và các bạn gì nhập đúng, đúng không ạ? Video lần trước tôi đã giới thiệu với các mã để các bạn kiểm tra ở detect ở hộp đen của động cơ, các mã của động cơ, các mã của hộp số. Video này tôi xin giới thiệu với các bạn cách detect các mã ở hộp đen của phanh, hộp đen của ABS và hộp đen của VFS. Như vậy các bạn, đầu tiên các bạn phải vào được các hạng mục gì Real Time Monitor, sau đó các bạn gì nhập mã số vào True Item. Sau đây tôi xin giới thiệu các bạn từng mã một cho hệ thống điều khiển phanh, đúng không ạ? Thứ nhất đó là mã 37701, đó là công tắc gì đặt ARSC, tính bằng điện, tính bằng volt, đơn vị volt. Các bạn kiểm tra như vậy. Mã 31403 đó là tốc độ đầu ra của hộp số, tính bằng vòng trên phút. Tiếp theo 39705, tốc độ bánh trái vòng trên phút. Tiếp theo 39704, tốc độ bánh phải tính bằng vòng trên phút. Tiếp theo đó là 30211, nhiệt độ nắm mát phanh già sau. Tiếp theo đó là 30212, nhiệt độ nằm mát phanh già sau tính bằng vôn, trước tính bằng nhiệt độ. Tiếp theo 33700, đầu ra điện, đầu ra dòng điện phanh trước tính bằng mini ampere. Tiếp theo 33806, đầu ra dòng điện phanh sau tính bằng mini ampere. Tiếp theo 33900, điện áp cần phanh già tính bằng vôn. Tiếp theo 45700, đầu ra tín hiệu đầu ra của van shut off, ở đây là on off. Tiếp theo 35402, góc sensor góc lái, ở đây tính bằng độ. 35400, sensor góc lái tính bằng vôn. 35403, tốc độ lái tính bằng radian trên dây. Tiếp theo 32814, áp suất giảm sóc bên trái tính bằng megapascal. Tiếp theo 32815, áp suất giảm sóc bên trái tính bằng vôn. Tiếp theo 32816, áp suất giảm sóc bên phải tính bằng megapascal. Tiếp theo 32817, áp suất giảm sóc bên phải tính bằng vôn. Tiếp theo 39601, tín hiệu lệnh ra phải bên phải phanh ASR tính bằng mini ampere. 39603, tín hiệu ra bên trái của phanh ASR tính bằng mini ampere. 34602, vị trí của thùng ben tính bằng vôn. 34304, cần nên ben 1, tín hiệu tính bằng vôn. 39705, cần nên ben 2, tín hiệu tính bằng vôn. 4645600, đầu ra tín hiệu của EBC ben medium ben. 45102, lệnh điều khiển ngồi
mA đó. 4, 5, 1, 0, 3. Thời gian điều khiển ngồi tính bằng giây. 5, 4, 5, 2, 0, 1. Giá trị hiệu chỉnh điều kiện ngồi A tính bằng vôn. 4, 5, 3, 0, 1. Giá trị hiệu chỉnh dừng xi lanh B tính bằng vôn. 4, 5, 4, 0, 2. Thời gian điều khiển ngồi cao tính bằng giây. 4, 5, 4, 0, 3. Thời gian điều khiển ngồi thấp tính bằng giây. Như vậy chúng ta xong cái hệ thống gì phanh. Bây giờ chúng ta sang đến mã lỗi xác nhận ở hộp điều khiển VMS. Đối với hộp điều khiển VMS thì mã đầu tiên đó là 32804. Áp suất giảm xóc trước bên phải. Tiếp theo 32805. Áp suất giảm xóc trước bên trái. 32806. Áp suất giảm xóc trước bên phải. 32807. Áp suất giảm xóc trước bên trái. Xin lỗi, áp suất giảm xóc sau bên trái. 32806 là áp suất giảm xóc sau bên phải. Cái đo áp suất là tức là đơn vị đo áp suất là megapascal. 32810. Áp suất giảm xóc trước. Cái này đo bằng điện áp. 32811. Áp suất giảm xóc bên trái đo bằng điện áp. 32812. Áp suất giảm xóc sau bên trái bên phải đo bằng điện áp, tức là bằng vôn đó. 32813. Áp suất giảm xóc sau bên trái đo bằng vôn. 42200. Báo tải đo đơn vị là tấn. 37501. Nhiệt độ môi trường xung quanh đo bằng nhiệt độ C. 42610. Nhiệt độ ống xả trước 0 độ C. Nhiệt độ ống xả trước 0 độ C. 42611. Nhiệt độ ống xả sau 0 độ C. 42612. Nhiệt độ xả trước là vôn. 42613. Nhiệt độ xả sau tính bằng vôn. Tất cả các đơn vị các bạn đều nhớ là có hai giá trị, một là giá trị đo thực tế và một giá trị đo vôn, tức là đo cái cảm biến của nó. Tiếp theo 42810. Áp suất khí thừa của động cơ tính bằng kilopascal. 42802. Áp suất khí thừa động cơ tính bằng vôn. Tiếp theo các bạn sang đến mã lỗi được xác nhận ở hộp điều khiển ABS. Là nếu chúng ta có hộp điều khiển ABS hoặc có xe không. Thứ nhất 39706. Tốc độ bánh lái trước. 39707. Tốc độ bánh trước phải. 39708. Tốc độ bánh sau trái. 39709. Tốc độ bánh sau phải. Tính ở đây là tính vòng trên phút. 43312. Áp suất dầu điều khiển phanh trước trái ABS tính bằng megapascal. 43313. Áp suất dầu điều khiển phanh trước ABS trái tính bằng vôn. 43314. Áp suất dầu điều khiển phanh trước phải ABS tính bằng megapascal. 43315. Áp suất dầu điều khiển phanh trước phải ABS tính bằng vôn. 43316. Áp suất dầu điều khiển phanh sau trái ABS tính bằng megapascal. 43317. Áp suất điều khiển phanh sau trái ABS tính bằng vôn.
43318. Áp suất điều khiển phanh sau phải ABS tính bằng megapascal. 343319. Áp suất điều khiển phanh sau phải ABS tính bằng vôn. Như vậy, tôi đã giới thiệu với các bạn hết cái phần mounting code để các bạn kiểm tra trên màn hình. Nếu các bạn không thuộc thì các bạn có thể xem cái này, và khi có vấn đề gì kiểm tra các bạn chỉ cần nhớ mã và chúng ta gõ vào để chúng ta kiểm tra một cách rất là thuận tiện. Mọi đóng góp xin các bạn gửi về địa chỉ loi.comasuvietnam@gmail.com hoặc các bạn viết gì comment ở phía dưới. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn.